Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục giáo dục nghề nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai phối hợp cùng Trường Cao đẳng Lào Cai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm sáp nhập, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ, kỹ năng nghề, Trường Cao đẳng Lào Cai từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đã và đang khẳng định là đơn vị đi đầu, có uy tín trong việc đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực chính cho cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ một thực tập sinh, với chuyên môn tay nghề khá sau tốt nghiệp, Phạm Thế Anh, cựu sinh viên lớp cao đẳng công nghệ ô tô K1 Trường Cao đẳng Lào Cai, được nhận vào làm kỹ thuật viên sửa chữa tại Honda ô tô Lào Cai. Không quản ngại khó khăn, cùng sự nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, Phạm Thế Anh đã được công ty nhìn nhận đánh giá cao khi trở thành cố vấn dịch vụ, một trong những vị trí quan trọng và có mức lương ổn định tại công ty. Sau quá trình thì mình làm thì công ty đã cảm thấy là rất là tốt, đảm bảo và mức thu nhập rất là ổn định. Thì cái con đường sự lựa chọn của học nghề thì rất là đúng đắn. Mong mọi người làm sao có sự lựa chọn tốt nhất và yêu nghề đối với cái nghề mình đã chọn. Về phía công ty, đơn vị chúng tôi cũng tạo điều kiện để tuyển các bạn ấy vào để làm việc tại một số cái vị trí. Như tôi đánh giá thì nhất là về cái ý thức của các em cũng tương đối là ngoan, chịu khó, nhiệt tình. Còn về chuyên môn thì các bạn cũng được nhà trường đào tạo những cái lý thuyết cơ bản rất là vững. Các bạn cũng có sự tiến bộ nhanh. Một số bạn ở đây thì cũng đã trưởng thành và cũng như là cái tay nghề cũng rất là cứng, thu nhập cũng tương đối là cao. Cùng với Honda ô tô Lào Cai, hiện Trường Cao đẳng Lào Cai đã ký kết các văn bản và thực hiện hợp tác với trên 100 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực nghề điện, cơ khí, du lịch dịch vụ, nhà hàng khách sạn, nông lâm nghiệp, thú y, các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện để đưa học sinh, sinh viên đến tham quan thực hành, thực tập và tuyển dụng vào làm việc. Trong đó có một số đơn vị lớn như tập đoàn Sun Group, khách sạn Siêu Park Sapa, khách sạn Aristo, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí tổng hợp Huy Long và nhiều đơn vị doanh nghiệp khác. Đa số học sinh, sinh viên đã được các doanh nghiệp trả lương trong quá trình thực tập và mở ra cơ hội việc làm ổn định. Từ những cái thực tập đi thực tế như vậy thì sinh viên bọn em được rút ra rất là nhiều kinh nghiệm để sau này ra trường thì bọn em đi làm thực tế và sẽ không còn bị bỡ ngỡ và có những cái trải nghiệm của quãng đời sinh viên mà khi được thực tập mà mình đã rút ra được kinh nghiệm. Hiện nhà trường đang tuyển sinh và đào tạo 17 ngành trình độ cao đẳng, 34 nghề trình độ trung cấp, 35 ngành trình độ sơ cấp ở nhiều lĩnh vực. Trong đó bám sát vào định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, khu vực Tây Bắc và cả nước. Trường Cao đẳng Lào Cai đang tiếp tục mở rộng các mã ngành nghề mới như du lịch, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao với đông học sinh, sinh viên đăng ký theo học. Trong vòng 3 năm trở lại đây, Trường Cao đẳng Lào Cai đã tuyển sinh và đào tạo cho gần 6.000 học sinh sinh viên với tỷ lệ có việc làm sau khi ra trường đạt đến 85%. Đến thời điểm này, đã có gần 1.700 học sinh sinh viên đăng ký nhập học ở 47 mã ngành đào tạo trung cấp và cao đẳng tại nhà trường trong năm học mới 2020-2021. Kết quả này là một minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo nghề và đẩy mạnh công tác đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên của nhà trường. Trong khoảng 110 cái hợp đồng này, hợp tác này, thì tôi khẳng định là toàn bộ số sinh viên của tôi ra trường hàng năm có thể hết ngay nếu các cháu mà chịu đi làm. Ví dụ ngành điện chẳng hạn, ngành công nghệ ô tô, ngành du lịch, ngành cơ khí, đặc biệt nhất là ngành hàng, rồi ngành xây dựng. Chúng tôi cam kết đảm bảo việc làm cho các cháu, miễn là các cháu đảm bảo được, hoàn thành được cái khối lượng đào tạo, hoàn thành được khối lượng chương trình, rồi có chịu khó học hành để có một kỹ năng. Có một số ngành nghề là tôi sẵn sàng ký cam kết học viên, học xong mà tôi không giới thiệu được việc làm, tôi trả lại phí. Với mục tiêu hướng tới các giá trị nhân văn, kỹ thuật, hội nhập, Trường Cao đẳng Lào Cai đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư cho các nghề trọng điểm, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định uy tín chất lượng, phấn đấu đến năm 2025 trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, trường trọng điểm của vùng và khu vực Tây Bắc. Tầm nhìn đến năm 2030, trường trở thành trường đại học theo hướng ứng dụng thực hành có uy tín, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ở khu vực miền núi phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp được Trường Cao đẳng Lào Cai coi là một trong các giải pháp trọng tâm để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường.
Vậy doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện như thế nào cho học sinh, sinh viên trong quá trình thực tập? Nhu cầu tuyển dụng nghề tại các doanh nghiệp hiện nay ra sao và doanh nghiệp mong muốn gì về nguồn nhân lực sau liên kết đào tạo? Những nội dung này sẽ có trong cuộc phỏng vấn của phóng viên chương trình cùng ông Vũ Văn Cương, Giám đốc Đại lý Honda ô tô Lào Cai, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tổng hợp Thương mại Tiến Thành Lào Cai. Vâng, xin chào ông Vũ Văn Cương, Giám đốc Đại lý Honda ô tô Lào Cai. Hiện tại thì Đại lý Honda ô tô Lào Cai thì đang thực hiện kinh doanh ở những lĩnh vực nào và cái nhu cầu tuyển dụng lao động sau đào tạo nghề tại đơn vị những năm gần đây là như thế nào thưa ông? Là một cái đại lý ủy nhiệm của Honda Việt Nam tại tỉnh Lào Cai, với cái chức năng là với đại lý 5S gồm có nghề kinh doanh là kinh doanh bán xe, dịch vụ, phụ tùng, lái xe an toàn và làm các công tác xã hội. Với cái hoạt động của đại lý tại Lào Cai thì hàng năm chúng tôi cũng tuyển dụng khoảng từ 40 đến 50 lao động để sắp xếp cho các vị trí như bán hàng, dịch vụ và kế toán và thu ngân, vân vân. Đấy là những cái nhu cầu khá lớn hàng năm chúng tôi phải lựa chọn và tuyển dụng vào để phục vụ cho đại lý được hoạt động tốt. Từ cái thực tế công việc và cái nhu cầu tuyển dụng lao động sau đào tạo nghề để phục vụ cho các lĩnh vực kinh doanh tại đơn vị thì khá lớn. Vậy thì trong những năm qua, đơn vị đã làm như thế nào để có thể tuyển dụng được những nhân lực sau đào tạo nghề có chất lượng ạ? Với cái lượng sử dụng lao động như vậy thì hàng năm thì chúng tôi có liên kết với trường cao đẳng Lào Cai. Sau khi mà các em xuống đây thực tập thì chúng tôi sẽ theo dõi và lựa chọn những các em nó phù hợp với các công việc và từng vị trí. Và sau đó thì cũng đề xuất với nhà trường để đưa những lao động đó sau khi theo cái ý nguyện của các em cũng là một phần, và thứ hai cái nhu cầu lao động của đại lý, chúng tôi sẽ sắp xếp các em vào làm việc ngay tại đại lý. Đến nay đã là năm thứ bao nhiêu đại lý Honda ô tô Lào Cai thực hiện liên kết đào tạo với trường cao đẳng Lào Cai, và thông qua cái chương trình ký kết hợp tác này, đại lý sẽ tạo điều kiện như thế nào cho các em học sinh, sinh viên trong quá trình học tập, đặc biệt là quá trình mà các em thực tập tại đơn vị ạ? Trong quá trình thực tập thì các em cũng sẽ được thực tiễn thực tế, là chúng tôi đã có những cái thợ có tay nghề hướng dẫn em, nó ngoài cái học ở trên nhà trường ra thì các em cũng được các người thợ cả ở đây hướng dẫn tận tình và được trải nghiệm thực tế trên các cái dòng xe khi người ta vào đây sửa chữa và bảo dưỡng. Đấy là một cái mà các em sẽ nắm bắt được ngay mà khi các em ra trường. Về học sinh sinh viên sẽ có cơ hội việc làm như thế nào sau thực hiện liên kết đào tạo thưa ông? Cơ hội việc làm thì chúng tôi tuyển dụng vào các em, thì các em sau trong 3 tháng học việc sau thì các em sẽ tuyển vào chính thức vào mọi cái chế độ về lao động như bảo hiểm đóng bảo hiểm xã hội hay là các cái chính sách của người lao động khác thì đều được chúng tôi đáp ứng và hỗ trợ cho các em sau khi các em vào làm việc tại đại lý. Là đơn vị trực tiếp tuyển dụng lao động nghề, vậy thì ông có đánh giá như thế nào về tay nghề của học sinh sinh viên sau đào tạo tại trường cao đẳng Lào Cai trong những năm qua? Đối với chất lượng của các em sau khi tốt nghiệp tại trường cao đẳng Lào Cai thì tôi đánh giá là các em tương đối là tốt. Trong quá trình các em học ở đấy thì cũng nhà trường cũng các cái cô giáo rồi là thầy giáo các bộ môn dạy các em là có một kiến thức tương đối tốt, kiến thức cơ bản đấy ạ, kiến thức cơ bản tương đối tốt. Còn sau đó thì về dưới này thì trong quá trình làm việc thì chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm. Là khi mà các em bước vào làm việc tại đại lý thì nói chung là các em cũng rất là yên tâm. Tôi cũng rất yên tâm về các cái đào tạo tại trường cao đẳng nghề, trường cao đẳng Lào Cai khi mà các em tốt nghiệp ra trường. Để bắt kịp với xu hướng kinh doanh hiện nay thì theo ông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thì cần phải có sự đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo như thế nào để cung cấp những tay nghề có chất lượng tốt ạ? Hàng tuần, hàng tháng thì có những cái buổi thực tế cho các em xuống để cho các đại lý hoặc là những cái xưởng ngành nghề theo từng cái môn học và theo từng cái lớp học của các em để các em được trải nghiệm, và sau đó thì về cộng với lại cái kiến thức trên nhà trường, như thế thì nó sẽ tốt hơn và cho các em nó có kiến thức nó cập nhật nhanh tốt hơn. Đấy là theo tôi là có những cái buổi mà trải nghiệm thực tế thì hiện nay là trường cao đẳng nghề cũng đang thực hiện là như vậy, để cho các em ví dụ như là về kế toán thì là các em có thể là xuống dưới trải nghiệm cùng các cái đơn vị có nhiều kế toán, hay là về bán hàng sửa chữa hoặc là những các cái dịch vụ ngành nghề thì nhà trường thường xuyên nên cho các em đi trải nghiệm thực tế, sau về cộng với các cái giáo trình học trên lớp thì các em sẽ có một cái kiến thức tốt hơn. Vâng, rất cảm ơn ông Vũ Văn Cương, Giám đốc Đại lý Honda ô tô Lào Cai đã dành thời gian trao đổi cùng chương trình.
Đến đây thì chuyên mục giáo dục nghề nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.